em phải đi xuống Sài Gòn để em nằm dưỡng. Bác sĩ mới nói là bây giờ bé cứ nằm đi rồi dưỡng ngày nào hay ngày đó, còn nếu mà em bé nó chịu không nổi quá nó đòi ra thì mình phải cho nó ra. Em dưỡng được đến 35 tuần rưỡi, thì cái đêm đó là nó bị rỉ nước ói là phải vô phòng bóc tách liền. Vô phòng bóc liền, và vô là sáng hôm sau làm sanh bé rất là dễ dàng, tại vì bé nó nhỏ quá. Nó sanh non á. Con được bao nhiêu ký? Được 2,7 kg. 2,7 kg. Ủa chị, cho em hỏi là hồi lúc đầu là bạn có kể một cái chi tiết là bạn có khâu cái cổ tử cung đúng không? Vậy thì tới lúc sanh mình có banh ra không? Có. Tới lúc sanh thì vô bác sĩ cắt ra. Em hình dung về cho nó đơn giản hay dĩ nhiên là về kỹ thuật y khoa thì nó sẽ có những cái mức độ phức tạp khác, nhưng mà bây giờ một cách bình dân nhất, đơn giản nhất thì mình cứ hình dung đó là bởi vì cái túi của mình nó cạn, và em có một cái túi em để đồ bởi vì nó quá cạn mà bây giờ cứ phải để nó theo tự nhiên thì nó sẽ có thể bị lọt đồ ra. Thì bây giờ tôi sẽ cột cái miệng nó lại, thì bây giờ để có thể lấy được đồ ra thì bây giờ tôi sẽ phải mở cái miệng nó ra, nó kiểu như vậy đó. Nói chung là em dùng từ hơi kỳ, không, khá phức tạp đó. Nhưng mà cũng chính vì lý do đó cho nên tất cả những cái theo dõi về thai kỳ của em tại bệnh viện có thể nó đã phải làm cho những bác sĩ phải rất là chú ý, bởi vì cái trường hợp này nó hiếm. Trường hợp thật ra cái trường hợp mà phụ nữ mang thai và phải can thiệp trong cái việc là giữ cổ tử cung lại một cách cố định đó, nó cũng không có nhiều đâu, cho nên cái sự căng thẳng của em là có thể hiểu được. Đúng là sinh non nhưng mà nhỏ thì cũng chưa hẳn, tại vì có nhiều bạn thì tầm đó đúng rồi, thì cũng cơ bản là ổn. Bé cũng khỏe nên là hai mẹ con cũng tròn vuông, tức là em sinh thường. Em sinh thường à, tại vì vừa cắt cái dây đó ra một phát là bạn ra. Dạ, bạn nở ra là ra. Bây giờ mình kể chi tiết hơn về cái giai đoạn mà mình sanh con nè, rồi cái lúc mà mình đón cái đứa con của mình ở trên tay nó như thế nào. Cái lúc mà cắt cái dây là bác sĩ bảo là chuẩn bị nha. Chuẩn bị em. Rồi 1, 2, 3. Ủa, là bả ra luôn. Ra liền luôn. Bả ra luôn. Mà cái lúc đó là em chưa được cái phương pháp là da kề da. Bé cũng ra ngoài rồi một chút, em cũng khâu xong em được đi ra ngoài. Bả nhỏ xíu, bả đen thui, bả đỏ chét. Em nhìn bả trời ơi, sao mà nó xấu. Mà bác sĩ nói tại vì con em nhỏ quá, nó không có được nở nang như mấy bé nó nằm kế. Trời ơi, nó nhỏ xíu vậy hả? Rồi chừng nào nó lớn. Rồi chừng nào nó. Tiến sĩ với lại Trần Ngọc Lan. Dạ. Bà có thể tự giới thiệu về mình. Mình là Kim Liên, mẹ bỉm sữa của 4 bé. Hiện nay là 31 tuổi. 31 tuổi. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với lại hành trình bầu bí của mình đi ha. Lần đầu tiên mà mình hay tin mình mang thai thì lúc đó cảm giác của mình nó như thế nào? Bạn còn nhớ không? Tại vì mình lấy chồng được 3 năm mới có phát hiện được có bầu. Trong cái khoảng thời gian 3 năm đó là cái khoảng thời gian chờ đợi và trông ngóng. Cứ mỗi tháng là cứ hai vợ chồng lụi cụi nhau đi mua que thử. Ước mơ gì mà nó có hiện một cái vạch mờ nhỏ xíu màu đỏ thôi là... Khoan, mỗi tháng đều đi mua que hả em? Dạ, mỗi tháng. Chứ mấy mẹ ngồi đây là sẽ mua nguyên hộp để dành xài nhiều tháng. Dạ, cái vụ mua que này là ông xã em mua không? Em không biết giá luôn. Bắt đầu không biết loại luôn. Cưới bao lâu thì mình có cảm giác là mình mong chờ cái việc chào đời của các con và dạ, mình bắt đầu căng. Khi mà mình cưới nhau được chắc mình nghĩ thôi đi 1-2 năm để hai vợ chồng mình đi chơi chẳng hạn. Nhưng mà tự nhiên mình thích coi bé quá. Mình cứ tưởng tượng, ơi anh ơi, mai mốt mà nó rủi như bé nó giống anh sao, giống em. Ôi rủi như giống anh là sao? Kiểu như là mình mơ ước là không biết là giống anh sao, giống em sao. Mà đẻ ra nó không có giống như hai đứa nghĩ. Giống bà nội nữa. Ủa vậy hả? Không, bây giờ mình quay lại cái lúc mà thời khắc mà mình thấy cái que tử thai nó là hai vạch á. Cái ngày đó tự nhiên cái mới trải có 2-3 ngày thôi. Tại vì mình ngóng quá, thành ra là trễ ít là mình cũng đã muốn thử rồi. Thành ra là ông xã đi mua về cái bữa sáng đó mình thử thì nó lên rất là mờ. Nói thôi để vài bữa mình đi khám coi sao. Khám về thì có em bé thật. Hai vợ chồng rất là mừng luôn. Nhưng mà cái lúc mà nó lên mờ mờ như vậy là trước đó nó có cái hiện tượng mờ như vậy chưa? Hay là đây là lần đầu tiên mình thấy mờ? Lần đầu tiên thấy mờ luôn. Những cái lần thử trước là không hề có mờ. Mình cứ ước mơ là muốn mờ đó nhưng mà nó không có mờ. Rồi đến hồi mờ thì mình như thế nào? Cảm thấy vỡ òa, cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà vẫn hoài nghi. Vẫn nghi. Nói thôi để ráng mình dưỡng đi 2-3 ngày rồi mình đi khám. Vậy 3 năm mà mình vẫn không có con thì liệu rằng Liên có bị những cái lời nói dị nghị ở bên ngoài không? Có rất là nhiều luôn á. Tại vì cái thời điểm mà 10 mấy năm về trước á, có chồng về mà không có con liền á, thì người ta sẽ hay nói lắm. Cảm thấy buồn lắm. Em làm bị kiểu như là
bức bối về bản thân mình. Nhưng mà cái người quan trọng nhất là chồng và gia đình chồng, hoặc là gia đình bên mình, đó là ba mẹ, ông bà nội ngoại, thì họ có tạo ra áp lực đó không? Hay là em bị cái áp lực đó là từ những cái người xung quanh thôi? Em bị là những người xung quanh thôi. Có nản không? 3 năm thì nó không ngắn. Rất là nản luôn á. Hai vợ chồng nói thôi giờ chán quá anh ơi, giờ có thôi đi. Thôi đi làm sao, là thôi cái gì? Mình là mình không dùng biện pháp gì, cũng không tìm đến bác sĩ nữa. Có nghĩa là có đi khám, uống thuốc. Dạ, đúng. Nhưng mà đi khám thì người ta có một cái chẩn đoán gì không mà làm cho mình cảm thấy bị lung lay dữ vậy? Người ta nói là cơ địa của Liên khó hơn bé. Các bạn ơi hãy tự tin nha, khó là đoạn đầu thôi, đoạn sau 4 đứa. May là khó đó nha. Hãy kiên định và lạc quan nào. Trời. Rồi như vậy thì sau đó là sẽ dưỡng thai. Dưỡng thai. Cái thời gian mang thai của bé đầu tiên thì cực kỳ là khó khăn. Mình đã có thai đã khó rồi, mà giữ em bé thì càng khó hơn. Nó cứ muốn tuột ra không à. Có nghĩa là có những cái sự cố. Cứ như em bé nó chừng mười mấy tuần là bắt đầu nó cứ muốn bong tách ra, nó cứ muốn tuột xuống. Và dấu hiệu của nó là gì? Là mình bị rỉ máu. Hai mươi mấy tuần là em phải nhập viện nằm xuống. Em bé nó muốn ra thì người bác sĩ người ta nói là phải khâu lại đó con, phải khâu cái cổ tử cung của mình lại để túm để giữ lại. Dạ, giữ lại rồi có làm không, có làm cái dạ, tiểu phẫu làm có luôn, làm tiểu phẫu luôn. Wow. Ngày nào cũng là bị chích thuốc để mà duy trì cái thai á. Nhưng mà cái đó là nó do cái gì, bác sĩ nói là nó do cơ địa của do mình cơ địa hay của là em. do cơ địa của em nó cái cổ tử cung nó quá ngắn đi, không giữ được bé. Thành ra là bác sĩ phải can thiệp vô cái tiểu phẫu như vậy. Anh nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà trong suốt cái thai kỳ đó luôn. Rất là ngán bệnh viện luôn, hai vợ chồng ăn cơm bệnh viện mà nói trời ơi. Có ngán không? Ngán thì không, nhưng mà sức khỏe thì nó cứ bị vậy. Vậy là mình phải bỏ hết công việc luôn. Nhưng mà ngoài cái chuyện là cái dấu hiệu mà con ở trong bụng mẹ nó gọi là nó trông trên như vậy, thì em có bị các cái vấn đề khác về sức khỏe không? Ví dụ như em bị mệt hay là em bị khó thở hay là... Chỉ đơn giản là cái bé ở trong nó không hợp tác. Lúc đó có bị nói nữa không? Em bị nói nữa chứ. Tại vì mình đã có thai khó mà giữ thai lại khó nữa. Ôi con này suốt ngày nó đi nằm bệnh viện, nó tốn tiền bệnh viện quá. Rồi tâm lý mình như thế buồn lắm, nhưng mà mình cứ nghĩ thôi giờ ráng đi, bác sĩ cũng khuyên rồi này kia, không sao đâu, cái này là nhẹ rồi, nhiều người là còn nặng hơn em nữa, anh cứ yên tâm. Thì em với ông xã cứ động viên nhau. Thật ra thì với bạn này rất là khó nha chị, tại vì mình quay ngược trở lại thời gian mười mấy năm về trước, bạn này lập gia đình lúc mười mấy tuổi thôi, 18 tuổi, 3 năm sau có con thì là tới 21 tuổi. Mà ở cái lứa tuổi 21, cái thứ nhất là mình không có đủ kinh nghiệm để mà mình bảo vệ một đứa trẻ ở trong bụng. Cái thứ hai là mình cũng không có đủ kinh nghiệm sống để mà mình đối diện với lại những cái áp lực chung quanh, những cái dư luận chung quanh. Lan rất là thắc mắc, không biết là thời điểm đó bạn vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó nó như thế nào. Quan trọng nhất là về tâm lý. Cái tâm lý là nhờ ông xã hoàn toàn. Ông xã lúc nào cũng kế bên, động viên tâm. Ông xã em chênh lệch với em mấy tuổi hay bằng tuổi? Ông xã em hơn em 3 tuổi à. Hơn 3 tuổi thì cũng không phải lớn. Đúng. Nhưng mà anh cũng chín chắn. Thành ra là em vượt qua cái kỳ thai kỳ đó là hầu như là nhờ ông xã em là nhiều. Có cái giai đoạn nào mà mình cảm thấy là ủa sao mình khổ quá vậy? Không. Tại vì Liên thì ước ao có một đứa con. Đánh đổi cái gì Liên cũng chịu hết. Chỉ cần một đứa con thôi. Thành ra là phải cố gắng. Tính ra thì em sẽ có những cái cô bạn đồng trang lứa mà ở đúng cái tuổi đó, cái lúc mà mình phải nằm viện, mình dưỡng thai, mình căng thẳng với chuyện có con, thì bạn mình là những đứa nó vẫn rất là phơi phới, nó vẫn vu vi đây đó. Như đi học đó, rồi đi học nữa. Thì lúc đó cái cảm giác của mình về mình á, nó như thế nào? Cảm giác của em bất lực. Tại sao mình khỏe như vậy? Từ xưa giờ mình rất là khỏe như vậy mà mình lại không bảo vệ được một cái đứa bé trong bụng của mình. Mình cứ để cho nó bị này bị kia, phải bác sĩ chích thuốc. Sao mà cái cuộc đời của mình nó kỳ cục quá. Rồi lúc đó cái công việc của mình là gì? Cái công việc thì chỉ ở nhà quản lý cho ba mẹ chồng thôi, nên là cũng không có phải đi ra ngoài, là cũng thoải mái về thời gian lắm. Nhưng mà có cảm giác như mình, cảm giác như mình vô dụng. Mình bản thân mình không có tự tin với chính mình, đúng không? Đến bao lâu thì mình có dấu hiệu sanh? Em cũng có dấu hiệu sanh luôn. Tại vì em nằm bệnh viện đó lúc 20 mấy tuần, thì đến 34 tuần thì nó lại dọa sanh nữa. Dọa sanh non. Em phải đi xuống Sài Gòn để em nằm giữ. Bác sĩ mới nói là bây giờ bé cứ nằm đi rồi dưỡng ngày nào hay ngày đó. Còn nếu mà em bé nó chịu không nổi quá, nó đòi ra thì mình phải cho nó ra. Em dưỡng được đến 35 tuần rưỡi. Thì cái đêm đó là nó bị rỉ nước ối, là phải vô phòng bóc tách liền. Vô phòng bóc liền.
và vô là sáng hôm sau làm sanh bé rất là dễ dàng, tại vì bé nó nhỏ quá, nó sanh non á. Con được bao nhiêu ký? Được 2,7 kg. 2,7 kg. Ủa chị, cho em hỏi là hồi lúc đầu là bạn có kể một cái chi tiết là bạn có khâu cái cổ tử cung đúng không? Vậy thì tới lúc sanh mình có banh ra không? Có. Tới lúc sanh thì vô bác sĩ cắt ra. Em hình dung về cho nó đơn giản hay dĩ nhiên là về kỹ thuật y khoa thì nó sẽ có những cái mức độ phức tạp khác, nhưng mà bây giờ một cách bình dân nhất, đơn giản nhất thì mình cứ hình dung đó là bởi vì cái túi của mình nó cạn, em có một cái túi em để đồ bởi vì nó quá cạn mà bây giờ cứ phải để nó theo tự nhiên thì nó sẽ có thể bị lọt đồ ra. Thì bây giờ tôi sẽ cột cái miệng nó lại. Thì bây giờ để có thể lấy được đồ ra thì bây giờ tôi sẽ phải mở cái miệng nó ra. Nó kiểu như vậy đó. Nói chung là em dùng từ hơi kỳ. Không, khá phức tạp đó. Nhưng mà cũng chính vì lý do đó cho nên tất cả những cái theo dõi về thai kỳ của em tại bệnh viện có thể nó đã phải làm cho những bác sĩ phải rất là chú ý, bởi vì cái trường hợp này nó hiếm. Trường hợp thực ra cái trường hợp mà phụ nữ mang thai và phải can thiệp trong cái việc là giữ cổ tử cung lại một cách cố định đó, nó cũng không có nhiều đâu. Cho nên cái sự căng thẳng của em là có thể hiểu được. Ừ, đúng là sinh non nhưng mà nhỏ thì cũng chưa hẳn, tại vì có nhiều bạn thì tầm đó đúng rồi, thì cũng cơ bản là ổn. Bé cũng khỏe, mẹ cũng khỏe, nên là hai mẹ con cũng tròn vuông. Tức là em sinh thường. Em sinh thường à, tại vì vừa cắt cái dây đó ra một phát là bạn ra. Dạ, bạn nở ra là ra. Bây giờ mình kể chi tiết hơn về cái giai đoạn mà mình sanh con nè, rồi cái lúc mà mình đón cái đứa con của mình ở trên tay nó như thế nào. Cái lúc mà cắt cái dây là bác sĩ bảo là chuẩn bị nha. Chuẩn bị em. Rồi 1, 2, 3. Ủa, là bả ra luôn. Ra liền luôn. Bả ra luôn. Mà cái lúc đó là em chưa được cái phương pháp là da kề da. Bé cũng ra ngoài rồi một chút, em cũng khâu xong em được đi ra ngoài. Bả nhỏ xíu, bả đen thui, bả đỏ chét. Em nhìn bả trời ơi, sao mà nó xấu. Mà bác sĩ nói tại vì con em nhỏ quá, nó không có được nở nang như mấy bé nó nằm kế. Trời ơi, nó nhỏ xíu vậy hả? Rồi chừng nào nó lớn. Chừng nào nó lớn rồi, giờ nó lớn rồi đó. Nhưng mà lúc đó ai ở bệnh viện với em? Bởi vì với những cái mẹ bầu khác thì sẽ là những cái dấu hiệu chuyển dạ, và người ta sẽ có một cái người được cắt cử tại gia đình để đi cùng. Thành ra thì lúc đó ai ở bệnh viện cùng với mình? Ông xã em với lại mẹ ruột. Là thường trực luôn, trong suốt mấy tuần cho đến cái lúc mình sinh. Dạ đúng rồi. Cái việc bú của con như thế nào? Tại vì thường những cái bạn này đó, ti rất là khó. Đúng. Cái miệng nó ngậm không được ti. Thành ra là cực kỳ khó luôn. Vậy thì khóc không? Khóc được là được rồi. Tại vì đói á. Tìm ti mà tìm không có ra, rồi ngậm không có được. Rồi lúc đó em có sữa chưa? Em sanh ra chắc khoảng gần 3 ngày mới có sữa chứ. 3 ngày cơ địa nó mới có đó sữa. Đó có bị stress về vấn đề sữa không? Lúc đó mẹ có đi theo thì pha sữa ngoài. Nhưng mà lén. Tại vì bác sĩ cũng cứ kêu là cho là mẹ. Dạ, cứ cho bú sữa mẹ đi. Nhưng mà vẫn cứ lén để thấy sợ đói á. Là thấy con khóc, dạ, bị sốt đúng không? Thật ra thì cái này thì chia sẻ một chút xíu. Đó là các mẹ khi mà mình mới sanh xong á, mà sữa chưa có về, các mẹ đừng có bị lo lắng. Càng lo lắng là sữa nó sẽ khó về hơn. Em bé lúc sơ sinh, lúc mới sanh có mấy ngày thì nó thật sự ra cái nhu cầu nó không có cần nhiều. Cho nên là mình cứ bình tĩnh, mình chờ sữa về và mình kích sữa để cho sữa về thôi, chứ đừng có lo lắng rồi dặm thêm sữa ngoài thì lỡ con nó quen sữa ngoài thì cũng tội con. Cái này là do từ em. Lúc trước em cũng vậy đó, sanh xong mình đâu có sữa về liền đâu chị. Các em cứ bị lo lắng, bị sợ, cái cũng lén giống vậy đó, cho thêm miếng sữa ngoài mà bác sĩ là không cho. Mà mình cứ sợ con mình đói. Tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của bạn này. Mình ở trong bệnh viện mấy ngày thì mình được về nè? Khoảng 2 ngày mấy là về rồi. 2 ngày mấy? Dạ. Tại sao lẻ lẻ hơn? Sao hay lẻ quá ha? Lố ra cái buổi trưa người ta mới cho mình về. Dạ. Tính ra là sớm em hay hơn. Nếu như hơn 2 ngày thì vẫn là một cái ca được gọi là sau sinh sớm, được bình thường. Bình thường, khỏe đó. Em sanh xong em đi lại bình thường. Cái lần mà mình đi sanh cuối cùng nó có cái gì đặc biệt không? Cái lần đi sanh cuối cùng cái anh đó là bị lố ngày. Mình không thấy cái gì hết, vẫn ngủ ăn bình thường, không có dấu hiệu. Thì ngày hôm sau hai vợ chồng khăn gói đi lên xe buýt đi. Thôi bây giờ mình đi xe buýt xuống Sài Gòn đi em. Đi cho nó lạ với người ta. Thoáng rồi lạ lắm rồi, con có sanh nhanh hay không hả? Ý là vậy luôn. Đi cho nó trải nghiệm cái thời gian mà mình đi xe buýt thử coi sao. Ê, hai chồng xách nhau đi xe buýt ten đi vô phòng khám của bệnh viện. Vẫn vô tư, chưa có chuyện gì xảy ra hết. Bác sĩ cứ cho nằm ở đó mà em chả có đau gì hết trơn. Lố ngày cũng không có dấu hiệu gì hết. Em nói bác sĩ ơi, giờ em sanh 4 đứa. Đứa này đứa thứ tư rồi, cơ địa em lại rất là dễ sanh nữa. Giờ cho em thuốc dục sinh đi. Cho em vô cái chai nước đó đi, em sinh. Em cứ lén lén em sinh bác sĩ. Bác sĩ nói bà cứ từ từ, làm cái gì mà gấp dữ vậy.
em nói thì cứ cho em cái thuốc đó làm sinh à, em muốn sanh sớm về sớm. Trời, cái tối đó bà làm gì đi chờ vậy đó, bán sớm, em trước về trước. Trời ơi, cái tối đó là bác sĩ cho em vô thuốc vào sáng khuya 3 giờ làm sanh cái thằng tư. Rất là dễ dàng luôn. Em cứ nói, em nói rồi bác sĩ không tin, cứ cho em vô cái thuốc đó. Vậy đó, em sao lần này lần thứ tư em có kinh nghiệm dữ lắm rồi. Kỹ thuật yếu kém. kỹ thuật bác sĩ là không bằng kinh nghiệm của em luôn. Nhưng mà mình sanh bạn cuối này là đã có cái gọi là da kề da rồi đúng không? Đã, đã bắt đầu có chương trình đó rồi. Có chương trình da kề da rồi. Rồi mình có kề da với con dạ không? Có. Anh nằm lên rất là dễ thương luôn, rất là cưng. Khi mà sanh anh thứ tư này ra xong á, em cười mà nước mắt chảy. Cái bác sĩ nói trời có gì đâu mà rớt nước mắt vậy. Không, em vui quá mà em khóc nó vậy á, chứ em không có, em không phải buồn mà em khóc đâu. Em mừng lắm bác sĩ ơi. Vậy thì trong vòng 3 năm chờ đợi đi có em bé đó, thì mình đã bắt đầu gọi là tập ẵm, tập bế, tập thai tả các kiểu chưa? Để rồi bây giờ đón con một cái là ngay lập tức là được thực hành liền và rất là ngon lành cành đào. Rất là vụng về đó, đó, đó. Chờ đợi cho 3 năm đó. Cuối cùng thì 3 năm mấy thì vẫn vụng về. Vẫn vụng về. Nhưng mà một mình em vụng về thôi hay là hai vợ chồng luôn? Có một mình em thôi. Ông xã em thì lại tốt về việc đó, với lại bà ngoại hỗ trợ. Cái việc chăm con với pha sữa hoặc là lấy sữa cho con bú là hình như là ông xã em gọn hơn em. Thật ra em nghĩ vậy là chỉ là do tâm lý thôi. Tâm lý của các ông đàn ông á, với lại những cái người mà họ không có trải qua sanh nở thì thường là họ sẽ vững hơn, họ bình tĩnh hơn. Còn bản thân chị em phụ nữ mình á, thì vừa trải qua cuộc sanh nở nó giống như mệt con cua lột. Mình bị mệt nè, rồi mình bị tâm lý lo sợ, mình lúc nào mình cũng lo sợ đúng không? Cho nên là cái việc mà chăm con đối với mình đó, mình cái gì mình cũng sợ mình làm không có đúng. Cho nên là người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ cảm thấy là mình quá vụng về. Mà đúng là mình vụng thiệt, nhưng mà là do, em nghĩ là do tâm lý chứ không phải là mình không biết làm. Không, do đặc thù của từng cá nhân thôi. Cũng có những ông chồng rất trời ơi đất khởi, và có những bà vợ là phải ngay lập tức làm một con cua lột thật sự, đúng như từ em nói. Bởi vì cái sức khỏe sau sinh của phụ nữ là một cái cuộc tấn công mạnh mẽ vào mọi vấn đề của cơ thể một cái người phụ nữ với một cái lần đi sinh. Nhưng cuối cùng rồi chăm con tốt hay không á, nó liên quan nhiều thứ, không chả liên quan gì. Mấy cái chuyện mà cho con bú rồi tất cả mọi cái từ chăm con là có chồng với mẹ chồng là hỗ trợ. Đúng rồi. Là lúc đó mình vẫn còn ở chung với nhà chồng. Mình ở chung. Rồi cái gọi là cái sự cởi mở nó có lại có bị dư luận không, về chuyện là trời ơi chồng cũng phải lo, phụ nữ hồi xưa tao cũng đẻ tao cũng tự chăm này kia nào, thì mình có lại phải nghe những cái lời như vậy nữa không? Hình như là em có nghe, tại vì ông xã cứ bỏ bê việc nhiều quá đi. Mày chăm bẵm vợ mày quá rồi mày bỏ công việc. Thành ra là cũng có bị nói. Sau này thì em bé nó 2-3 tháng trở lên thì bắt đầu cứng cáp, em có thể tự chăm được, tự cho bú đâu được. Khi mà ăn dặm là stress, lúc ăn dặm. Tại sao? Con em là nó không mát sữa. Nó bú sữa nhiều nhưng mà nó không mát. Nên là cái chỉ số tăng cân của con tăng cân thấp. Rất là thấp. Bị chỉ nhưng mà trích. Con khỏe không? Dạ khỏe. Đó, khổ ghê vậy đó. Rồi lúc đó em làm sao với cái chuyện ăn dặm, em căng thẳng? Em nói bây giờ cứ phải bắt, phải ép, phải ăn. Ăn đặng lên ký cho con đó. Liên hồi nhỏ giờ là em cứ cái tạ người này hay là em có lúc nào em tròn hơn không? Dạ không. Không, tại quý vị biết hôm nãy có gặp chồng của bạn Liên ở trong hậu trường á. Em không thể bắt con em bự hơn được khi em như vậy. Và hồi nãy chị có gặp chồng em là mình ngang ngược cái tụi nhỏ lắm. Không, Liên không ngang ngược nhưng mà người ngoài ngang ngược. Thì hiểu rồi. Nhưng mà bạn ấy bị căng thẳng và bắt đầu áp lên đứa con của mình. Đó là cái điều đáng sợ nhất. Đây là câu chuyện dài kỳ, nói làm phim truyền hình chắc phải là mấy trăm tập mà mấy mùa luôn á. Nhưng mà chốt lại là như vậy nè. Nếu như chúng ta làm cha mẹ một cách không bình tĩnh và chúng ta nói chung là có cái sự thiếu hụt kiến thức nhất định á, bắt đầu mình sẽ bị điều khiển bởi những cái lời ong tiếng ve bên ngoài. Ờ, tại sao con của em chậm lớn, con của em chưa biết nói ha, rồi đứa kia sanh cùng với con em mà giờ nó biết đi. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu bị so sánh. Thì với những cái bà mẹ ông bố không vững chãi, chúng ta ngay lập tức hình thành những cái nỗi lo. Và cái vô cớ là nằm ở chỗ là chúng ta áp cái nỗi lo đó lên cái cách mà chúng ta chăm đứa trẻ. Tức là chúng ta cho rằng là tội là tại con, và thế là con phải ăn cho mẹ, con phải chơi cái này cho mẹ, con phải học cái môn này cho mẹ, con phải như thế này cho mẹ. Thì cuối cùng là con chắc chắn không hạnh phúc, mình không hạnh phúc, và những người sống chung với hai mẹ con đương nhiên cũng sẽ không hạnh phúc vì những cái sự căng thẳng đó. Rồi sao? Rồi tôi muốn biết là cuối cùng con có tăng cân giống như mình mong đợi không? Qua thôi nôi thì bé bắt đầu tròn trĩnh tăng cân lên. Lúc đó là mẹ mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Bây giờ nó đi học nó cũng nhỏ nhất lớp. Em cảm thấy tâm lý bé nó bây giờ nó cũng vững á. Ôi, con nhỏ nhưng mà con đẹp gái. Đó, thấy chưa? Con nhỏ nhưng mà con đẹp gái. Đó, thấy chưa? Rất là
rất là tự nhiên. Rồi những cái bài hát ví dụ cô gái 1m52 rồi các kiểu trời ơi, tụi con sẽ tự thấy mình đáng yêu theo cái điều mà mình có. Em cũng mừng là em bé nó có cái suy nghĩ như vậy, nó không có cảm thấy thua thiệt với bạn bè về cái kích thước. Đúng rồi. Như vậy thì ba bạn sau đó, tại vì bà Lan nãy giờ bà băn khoăn cái đoạn mà cột vô rồi tách ra, em hiểu không? Mà em có đến 4 lần, thế thì 3 lần sau á, những cái gọi là những cái quá trình thai kỳ của mình á, mình có vất vả như vậy không? Bé Ngọc đó là em cứ nghĩ là mình cái cơ địa mình khó có con quá, thành ra mình không có ngờ biện pháp nào hết. 9 tháng là dính thằng thứ hai. Mà dính dễ dàng luôn. Rồi đi khám bác sĩ em cũng sợ là sẽ bị như vậy. Em cũng kể ra với bác sĩ là lần trước em có như vậy rồi. Thì bác sĩ lại nói là không sao, lần này thấy bình thường lắm. Xong là ba anh sao là vẫn suôn sẻ, không có bị cột. Kiểu như bà chị hai dọn ổ á, kiểu như bà chị hai dọn ổ sẵn cho em vậy đó. Rồi cái cơ thể mẹ bắt đầu tập quen dần. Bà chị hai bà làm không gian rộng. Đúng rồi. Nên là ba anh sao là có đủ chỗ chơi. Đó, chính xác. Có nghĩa là ba cái thai kỳ ở ba lần sau thì nó không quá căng thẳng cho mình. Nhưng mà cái này hỏi thiệt, bởi vì lần đầu mình căng thẳng theo kiểu lâu quá mà không có con Lan. Rồi bây giờ đến lần ba lần sau thì lại là, tính ra là em sinh năm 1 không? Năm 1, năm 2, năm 3. Thì lúc này em có lại bị thêm một cái dư luận theo kiểu là sao nó đẻ hoài vậy? Em bị đó bác đấy, sĩ. Chưa. Trời ơi. Cô gái thị phi. Có cô đúng rồi, sao thị phi chiếu em đúng luôn á Liên. Rồi nên sao? Người ta nói, trời ơi, sao mà lúc trước nó không đẻ mà giờ nó đẻ dữ vậy? Mấy đứa bạn, trời ơi, tao đẻ có một đứa, hai đứa mệt chết. Trời mày làm gì mày đẻ dữ. Bạn bè sao nỡ làm đau nhau vậy? Rồi sao? Hồi lúc trước là khó có con, bây giờ thích. Bây giờ muốn mà phải ăn cặp sinh đôi gái nữa nó mới đều mới đủ. Em bây giờ em đang muốn thêm cặp sáu đứa hả? Là sáu đứa hả? Là định mức của em là sáu đứa hả? Nhưng mà khó quá. Nhưng mà giờ hà hỏi nè, ông chồng ổng có còn hừng hực khí thế để đi pha sữa, đi thay bỉm tả cho ba lần sau giống như lần đầu không? Phong độ có ổn định không? Rất ổn định luôn. Ổn định tới bây giờ luôn hả? Đó, giờ dụ em hoài à. Hả? Ổng chưa ớn hả? Chưa ớn, dụ em hoài. Đẻ đi em, gái đó, ra trai không. Em mà có điều kiện là em cũng sanh nhiều con lắm cho nó vui. Chị nhìn Liên á, cái dáng vẻ nhỏ con nhưng mà lại rất là roi chắc chắc. Không biết là bạn có chơi môn thể thao nào không? Liên học võ với lại có đi tập yoga thôi. Rồi đi học võ mà để chơi dư luận chứ thị phi mình vậy đó. Chán ghê luôn. Gặp tôi là tôi đi đường quyền luôn. Mình đang cái đấy học võ hèn về. Em học võ từ bao lâu? Từ năm em bao nhiêu tuổi? 10 tuổi là đã đam mê rồi. À. Rồi có tập tành sơ sơ, sau này về có ông xã cũng đi tập luôn. Thành ra là hai chồng mình có thi đấu ở đâu chưa? Hai chồng làm huấn luyện viên của một lớp ở gần nhà thôi. Cẩn thận Lan ơi, từ đây trở đi nói năng nhớ tém lại. Tôi thấy bà nhỏ con lắm, tôi thấy bà bị nhiều thị phi lắm, tôi tưởng là bà rất là mong manh yếu đuối. Ta rồi người ta đi đường quyền nó chắc chính xác lắm á. Trời ơi. Ủa vậy rồi mình tập luyện, tại vì võ là mình phải rèn luyện mỗi ngày. Đúng. Mình không có được bỏ như vậy thì mình sanh 4 đứa con này nó có ảnh hưởng đến cái chuyện tập luyện và thi đấu của mình không? Cái lần mà có bầu cái anh thứ tư á là Liên vẫn còn đang theo cái lớp học huấn luyện viên ở trên sàn đài. Ba chồng thì cũng có học trong đó nên là ba nói nguyên gia đình luôn vậy hả em? Nguyên gia đình luôn. Trời ơi. Ba nói Vũ Tư đi con. Vũ Tư đi, cứ đi xuống lớp tập đi, không sao đâu. Nói trời ba giờ có bầu đi có sao không ba? Không sao đâu, ba nói không sao đâu, cứ đi với ba. Ta hỏi em lên lãnh cái bằng là 4 tháng mấy. Cái bụng lúp lúp, mặc cái áo vỏ thắt cái đai là lên lãnh cái bằng. Em đứng rồi lên, trời ơi ba, không ai thấy hết hả ba? Ôi có ai thấy đâu, cái người con nhẹ nhìn đâu ai thấy đâu mà con lo. Vậy là cũng là một cái kỷ niệm, phải gọi kỷ là nhớ đời. Dạ đúng. Ê, rồi. Nhan sắc của Liên rồi theo cái đặc thù này nữa là tự nhiên mình nhớ tới những cái vai nữ hiệp trong các phim cổ trang. Xinh mà đúng không? Là em chơi môn gì? Võ gì? Võ cổ truyền Việt Nam. Võ cổ truyền Việt Nam luôn. Rồi ông xã là môn sinh chung luôn hay là một cái môn khác? Ông xã là sư huynh. À ông xã là sư huynh đó. Rồi. Đi học võ riết rồi cái hai đứa mở luôn cái giải gia đình ở nhà luôn. Rồi có cho 4 đứa sau nối nghiệp không? Dạ, bé gái lớn là có đi học vô tập trung đội năng khiếu một thời gian. Rồi ba thằng sau thì bây giờ cũng rất là mê võ. Dạ hả? Thôi như vậy là cũng tốt. Dễ thương quá. Dạ, chứ còn em nó không mê diễn xuất. Không hề nha, không hề nha. Bạn nhỏ là năm nay đến bây giờ là 3 tuổi hơn rồi. Bây giờ thì 4 đứa con là mình vẫn còn sự hỗ trợ của gia đình để chăm con không? Hay là hai vợ chồng bây giờ là đã có kinh nghiệm rồi? Hai vợ chồng với bà ngoại. Bà ngoại ở chung luôn. Gái đi là bà ngoại đi theo luôn. Trời thấy thương quá vậy.
đó là mình thương được hỗ trợ từ bà ngoại. Chị hai đó thì chắc chắn là đã bắt đầu chăm được bạn thứ ba, bạn thứ tư là chị hai đã mó tay vô gọn gàng rồi. Chị hai giỏi rồi. Nhưng mà trong bốn đứa có bạn nào là mình phải thức đêm thức hôm, nói chung là mình khó chăm hơn các bạn khác không? Có cái bạn thứ hai á, bạn trai kế chị hai là bị thức đêm, bạn bị lệch giờ. Ví dụ như ban ngày thì bạn lại ngủ, mà ban đêm thì bạn lại thức, thì ban đêm là ông xã hoàn toàn là ông xã thức chăm. Em cứ ngủ đi, ban đêm để anh. Là ban ngày là mình chăm. Cái hành ban ngày nó ngủ không ngày... mình cũng đâu chăm gì đâu. Lúc này mình sẽ chăm theo cái kiểu là để cho nó từ ngủ mà nó phải chuyển qua thức. Thật sự dạ, thì đây rồi. Là một cái câu chuyện cũng nhiều mẹ gặp lắm. Thì lúc đấy là bạn thứ hai của em là trong tầm khoảng bao nhiêu tuổi mà bạn bị cái trường hợp là ngủ trái múi giờ? Bạn mới có 8 tháng thôi. 8 tháng. Rồi nó kéo dài bao lâu? Em điều chỉnh cái thời gian bao bạn lâu? Bạn tới thôi nôi là mấy là điều chỉnh được. Và 4 tháng đó, thực ra là để có thể điều chỉnh, nó không phải là chuyện một ngày một bữa. Dạ, là mình phải ghẹo, phải chọc, phải cho nó thức, chơi, nó ăn. Hoặc là mình phải chơi cùng với nó để cho nó cảm thấy ban ngày nó phải thức cho nhiều chút. Rồi ban đêm nó bắt đầu nó ngủ mới điều chỉnh lại. Trong 4 đứa con thì khi mà Liên chăm á, bạn nào làm cho Liên bị stress nhiều nhất? Bạn Khánh Ngọc. Tại vì lúc đó mình cũng các bạn đầu tiên Khánh Ngọc là con lớn. Dạ con lớn. Tại vì lúc đó mình cũng vừa trẻ vừa nhỏ, vừa chưa có kinh nghiệm. Mà cái stress đó nó có nặng nề không? Lúc đó mình không biết stress là gì đâu. Mình cảm thấy là xong rồi. Trời ơi sao mà thấy cái gì cũng thấy ghét hết trơn á, thấy bực. Tự nhiên cái nằm ở đây cái khóc mà không ưa được. Đập cho dễ thương quá. Đập thoại chứ con. Dễ thương. Chị ngủ mà khóc cơ, không được là tao cũng không ngủ được nữa. Không phải đâu, mặt của Liên để làm dễ thương, hai chị em mình là mặt ác ghê lan. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn cảm thấy là bình thường. Dạ, sau này mình thường. Ôm lại thì mình mới cảm ồ thì sau ra là cũng đã từng cảm thấy là khó chịu như vậy, nhìn cái gì cũng khó chịu hết. Ông xã đi vô cũng để cái áo ở đây là cũng khó chịu rồi, để cái quần ở đây cũng khó chịu rồi, không thích tí nào hết. Nhưng mà lúc đó mình không biết là mình stress đâu. Mình lúc đó khó chịu có nói cho ông xã nghe không? Dạ có. Thật ra thì bạn này là sanh con đã 10 năm rồi. Nãy giờ Lan quan sát Lan thấy là đôi mắt của bạn rất là ướt. Tức có nghĩa là cái chuyện giống như là mới xảy ra vào ngày hôm qua. Trải qua 4 lần sanh nở rồi, mình được cái sự hỗ trợ của rất là nhiều người rồi. Bây giờ nếu như mà để gửi lại một cái lời nhắn nhủ gì đó, một lời cảm ơn hoặc là một cái lời chia sẻ gì đó, thì bạn sẽ gửi cho ai? Liên sẽ gửi cho bà ngoại. Con rất là cảm ơn má. Má gả con đi sớm, nói chung là con cũng không có kinh nghiệm. Sau này con có con là hầu như là nhờ một bàn tay của má chăm sóc hết. Bây giờ má vừa chăm mấy đứa cháu mà vừa chăm luôn cả vợ chồng con luôn. Con rất là cảm ơn má rất là nhiều. Con yêu má.